này. Trong cái xã hội chuẩn, có mình tao là đẳng cấp. Đừng lo anh em của mày ra đây một mình thằng bố bị chê. Đẹp gái, đẹp gái, xem livestream của tao idol tao như sân tùng. Đừng mày đẹp trai hơn tao hay sao mong cho để chỉ đi thằng răng tùng. Hello, xin chào mọi người nha. Chào mừng mọi người lại đến với kênh của mình nha. Mình là Rick Quý Ông đây mọi người ơi. Đó thì mọi người bảo mình làm cái clip dài ra. Làm clip dài thì lại sợ mọi người là không thích xem, tại vì là mất thời gian lâu của mọi người. Đó, do vậy thì hôm nay mình thử làm cái clip dài nha mọi người nha. À mà lâu chơi Richter thì hôm nay mình sẽ đổi gió chơi sang đó là vị tướng Rat nha mọi người nha. Đó, ban đầu thì Duy không thể nào ăn được cái vị tướng Rat này của mình đâu. Thì mọi người hãy lưu ý là khi mà mọi người đối mặt với vị tướng Duy ấy, thì mọi người hãy tránh đi những cái đòn cắt của Duy nhờ vào cái nội tại của Rat đó. Như các bạn đã biết thì Rat có cái nội tại đó là đấm và lách đó. Thì các bạn hãy lưu ý là khi mà các bạn đấm xong, các bạn hãy sử dụng cái nội tại của mình. Một là để lướt lên, hai là để lướt xuống. Tránh đi những cái đòn cắt của Duy và cấu rỉa từ từ vị tướng Duy, sau đó là kết thúc mạng của Duy nha. Đó, pha này rất là hay luôn. Duy tốc biến lên và đã cắt đi cái mạng của mình rồi. Ở trên này thì mình nhìn thấy vị trí của AD team bạn, đó là vị trí của Hazate dâng khá là cao này. Một đấm này bạn ơi, kể cả là có miễn nhiễm thì chăng nữa thì ăn một đấm nữa cũng phải nằm xuống thôi. Đó, song song với cái việc các bạn đi mid thì các bạn hãy lợi dụng cái nội tại của Rat, đó là cái nội tại khi mà các bạn sử dụng 3 lần đấm ấy thì các bạn được một cái lần đó là ủi, cái lần lướt đi các bạn nhá. Đó, cái lần lướt đi thì nó sẽ kèm cái hiệu ứng đó là ủi, và các bạn cứ đấm 3 lần các bạn lại được lướt đi thì sau đó các bạn sẽ có cái khả năng cơ động rất là lớn từ vị tướng Rat nha. Cộng thêm cái chiêu cuối nữa là rất là easy luôn. Phát này thì mình bắt vào vị trí của Duy nha. Duy đi hơi lỗi, thành ra là Badum đã bắt vào vị trí của Duy. Sau đó mình lên mình kết thúc cái mạng của Duy rất là easy luôn. Badum của mình chơi cũng rất là hay nha mọi người nha. Đó, trận này thì team bạn có đến tận 2 AD nha mọi người nha. Đó là cái lợi thế rất là lớn mà mình sẽ khai thác triệt để vào vị trí này. Đó, thì không biết tại sao mà team bạn lại pick đó là vị trí Hazate DSP nha mọi người ơi. Đó, không biết là sao luôn đấy. Tại sao không để là VRS ISP mà lại là Hazate đó. Chắc là các bạn ấy có cái bất đồng quan điểm gì khi mà pick tướng rồi mọi người ơi. Đó, thì đây khai thác triệt để vào cái lợi thế đó. Mình sẽ sốc đam được vào vị trí đó là Hazate cũng như là vị trí của Van Hên. Thì thực ra mà nói cái con Rat này tuy là nó đi mid ấy, nhưng mà cái thiên hướng của sát thủ của nó rất là nhiều nha mọi người nha. Sát thủ và bắt lẻ rất là tốt luôn đó. Mặc dù nó là đi mid, vị trí cấu rỉa cũng như là bắt lẻ rất là tốt. Có cái lượng khống chế từ chiêu 1, chiêu 2 và cả cái ulti thêm vào cái nội tại nữa, rất là khó chịu luôn. Cái Rat hoàn toàn có thể solo thắng kèo so với Duy nha mọi người nha. Mọi người chỉ cần di chuyển gọn một chút, sau đó mọi người cấu rỉa máu dần. Và nếu mà cảm thấy mà tướng địch còn ít máu thì mọi người hãy combo và kết thúc tướng địch nha mọi người ơi. Đó, thì ở đây Duy thực sự ra mà nói không ăn được mình nhá. Đó, Duy có cụm rất là sâu luôn. Và này mình sẽ ulti tốc biến vào này, kết thúc cái mạng của Duy. Có nhưng không mọi người ơi, đã tốc biến đi từ vị trí của Duy, thành ra là cái chiêu 2 của mình nó bị hụt. Nếu mà cái chiêu 2 trúng vào nó thì Duy sẽ phải nằm xuống đó. Thì mình cũng đã chỉnh cái dấu trắng trắng trên màn hình khi mà mình di tay vào màn hình để mọi người nhìn kỹ là mình ghi map như thế nào và mình di chuyển ra làm sao và sử dụng chiêu như thế nào nha mọi người nhá. Đó, ở đây thì mình định bắt vị trí của Duy. Đó, tốc biến lên mà Duy đã dùng cái chiêu cuối để thoát đi rồi. Trên kia thì mình đang nhìn vị trí của Red gây khá là nhiều đam vào vị trí của Zuka. Zuka không thể nào mà ăn nổi VRS đâu. Đó là Zuka đầu game thôi nha các bạn nha. À, về late game thì sẽ rất là khó cho VRS nha mọi người nha. Có cái lượng đồ rồi thì bạn ấy cân tất đó. Pha này thì mình định khi mà Eros sử dụng cái chiêu bổ vào con quái thì nó còn ít máu, mình sẽ KS nhưng mà không được mọi người ơi. Eros lại dừng trừng trị mất rồi. Đó, mình sẽ bắt Eros ở đây nha mọi người nha. Đó, Eros bay lên trước như thế này là bạn ấy sai hoàn toàn nha mọi người nha. Đó, mình sẽ dùng ulti này, các bạn có thể thấy cái sự khống chế rất là ghê gớm từ cái ulti cũng như cái nội tại đòn đánh thường nha mọi người nha. Đó, ủi cho Eros không thể sử dụng được cái hồi máu của mình luôn. À mà các bạn lưu ý cho mình nha, khi mà các bạn tham gia giao tranh cũng như là các bạn bắt mục tiêu nào đó, bắt lẻ một mục tiêu nào đó thì các bạn hãy giữ cho mình cái nội tại trong người. Đó là cái đòn đấm nội tại, đòn đấm đẩy lùi nha mọi người nha. Đó thì nó sẽ rất là lợi thế luôn. Khi mình có cái nội tại đó thì mình gây đam vào người tướng địch cộng thêm cái khống chế nữa thì tướng địch rất khó có thể làm lại được chiêu của mình nha mọi người ơi. Đó, ngày trước khi mà cái con Rat này nó chưa bị nét cái chiêu cuối ấy, thì các bạn có thể sử dụng combo đó là ulti tốc biến rất là mượt luôn mọi người ơi. Nhưng từ khi mà bị nét cái chiêu cuối này nha mọi người nha, thì các bạn combo chiêu cuối xong các bạn dùng tốc biến thì các bạn hãy đợi cái chiêu cuối nó đi được khoảng một nửa đoạn đường, sau đó các bạn sẽ ulti. Đó là đẹp nhất, nếu mà các bạn ulti trước thì nó sẽ bị giật cái chiêu cuối nha mọi người nha. Nó bị khựng giật chiêu cuối đó thì nó sẽ không được mượt nữa. Nó ảnh hưởng rất nhiều đến chiêu cuối cũng như là combo của mình luôn. Phát này ở đây mình đã nhìn thấy vị trí của Eros đã đang ăn cái con ca sơ này. Thì mình đứng ở đây để xem vừa có thể kết thúc được mạng của Eros cũng như là vừa có thể là ăn ca sơ hay không. Rất là easy luôn.
Pha này thì mình đã lấy được ca sơ cũng như lấy được mạng của Eros rồi. Eros chưa có kịp cơ hội để phản công nha mọi người nha. Van Hên đuổi theo làm gì bạn ơi? Mình khống chế rất là ghê mà. Đó, không hiểu tại sao mà Van Hên lại đuổi pha đó đó. Bạn ấy khả năng là muốn lấy đi cái mạng của mình mà. Đó, mạng của mình rất là xanh, rất là thơm, 622 rồi. Nếu mà ai lấy được cái mạng của mình thì rất là nhiều vàng nha. Đó. Dọn nốt tôi lính ở đây thì mình sẽ về nha. Mình sẽ về nhẹ pha này. Đó. Ở trên kia thì Zuka đang ép khá căng vào vị trí của VRS thì đã có cái đồng minh đó là Phi Dép hỗ trợ rồi nha mọi người nha. Đó, rất là máu luôn. Bình thường ở một mình thì không dám chơi, thế nhưng mà có hai mình thì chơi khô máu luôn á. Cuối cùng thì cả hai bạn ấy cũng không thể nào mà kết thúc được cái mạng của VRS. VRS rất là trâu bò từ cái nội tại của mình. Đó. Ở dưới này thì mình đang nhìn đến vị trí của Hazate. Bạn ấy vừa solo với lại bạn AD team mình, thành ra là còn khá là ít máu. Mình sẽ ủ luôn, bắt luôn ở vị trí của Hazate. Đó, có cả Van Hên này. Đó thì các bạn có thể lấy cái lợi ích của việc khi mà các bạn ghi map nha. Các bạn ghi map thì nó sẽ rất là tốt luôn. Các bạn có thể kéo dài cái tầm nhìn của mình ra. Sau đó là các bạn có thể biết được là có nên vào hay không nha. Còn nếu mà các bạn cứ đánh thường, để màn hình nó thường như thế ạ, thì nhiều khi cái viền màn hình nó đã che mất một nửa cái map mà mình cần nhìn rồi. Do vậy là các bạn phải ghi map. Đó, thì mình không ghi map theo cái kiểu gọi là kéo màn hình để mà mình soi đâu. Mình ghi map đó là mình chỉ tay trực tiếp vào cái bản đồ con mọi người nha. Đó, thì kiểu ghi map này của mình nó cũng có cái bất lợi, đó là khi mà các bạn chỉ thẳng tay như thế ấy, thì cái ngón tay của mình nó đã che mất cái phần bản đồ rồi, thế ra là mình không nhìn được nữa. Đó, vì cái lý do đó nên là mình cứ phải vừa chấm vào màn hình, sau đó mình lại phải nhả ra để mình nhìn map mọi người nha. Đó, tí nữa thì mọi người có thể thấy được là khi mà mình ghi cái ngón tay của mình vào màn hình để mình soi map ấy, thì là bị Van Hên ở trong bụi. Đó, không nhìn thấy vị trí của Van Hên trong bụi, sau đó bạn ấy kết thúc mạng của mình. Đó, thì mọi người có thể thấy là cái điểm yếu của cái ghi map này. Nếu mà mọi người chơi tốt và chơi hay ấy, thì mọi người hãy nên là ghi map theo cái kiểu vuốt màn hình, kéo màn hình nha mọi người nha. Để các bạn vừa có thể nhìn thấy bản đồ và cũng như là các bạn có thể soi map và ghi map sử dụng combo nó thật tốt nha mọi người nha. Đó, trên này thì mình đang nhìn thấy vị trí của VRS cũng như là Duy ép khá căng vào rừng Phi Dép của team mình. Phi Dép đi rừng thì rất là trâu bò luôn, nhưng mà cũng rất là ngại khi mà đối mặt với VRS nha mọi người nha. Đó, VRS khả năng trận này chơi rất là hay luôn, giữ đường khá là tốt, cũng như là cái việc đảo ganh kết thúc đi được cái mạng của mình cũng như là đồng đội của mình rất là nhiều lần nha mọi người nha. Đó, trên này thì gấu đang bị Van Hên lùa chạy luôn nha. Ở lại chỉ cần ăn một cái phi tiêu ngửi đạn thôi cũng sẽ chết nha mọi người nha. Đó, chạy rẽ đất luôn. Trên này mình đang nhìn vị trí của AD team bạn. Đó, AD team bạn đúng, phải nói là AD, Van Hên là AD mà. Còn Hazate mới là SP cơ. Đó, mình ulti pha này mình cứ nghĩ là Hazate sẽ di chuyển ở bụi đó. Ulti hơi fail mọi người nha, nhưng không sao, vẫn kết thúc được mạng của Hazate rồi. Thế này thì team mình đang định ăn con rồng này, và có Duy đứng đây để can thiệp. Thì mình sẽ thử xem bắt được vị trí của Duy không nha. Đó, đấm này. Đó, Duy rất là tỉnh, bạn ấy tốc biến qua tường rồi. Và khả năng thì team mình sẽ ăn được con rồng này, và Duy không thể can thiệp được vì đã có mình ở đây rồi. Một đấm nha mọi người nha. Đó, ui Duy này, Duy đi còn mắc vào tường luôn mọi người ơi, mắc vào cái trụ luôn. Nhưng mà một đấm của mình không thể kết thúc được Duy. Mình nghĩ là Duy ở trong này biến về, do vậy là mình sẽ vào đây, nhưng không có ai cả. Pha này thì phải lui thôi. Team bạn liên tục là những pha bị bắt người, những pha phải nằm xuống đến tận 3 người rồi. Đó, thì các bạn đá rát, các bạn hãy đá game map như vậy thì nó sẽ rất là lợi ích. Đó, nó rất là hữu ích cho mình khi mà các bạn sử dụng chiêu chúng. Và các bạn phải lưu ý cho mình là khi mà các bạn combo ấy, thì bắt buộc các bạn phải sử dụng cái chiêu 2 trước nha. Đó, các bạn đá chính chiêu 2 trước, vừa làm chậm cũng như là vừa giảm giáp của đối phương đi. Sau đó các bạn combo thì nó rất là đau luôn. Còn các bạn combo xuông ấy thì cũng được, thế nhưng mà cái lượng đam nó không tối ưu được bằng khi mà các bạn sử dụng chiêu 2 xong. Và các bạn combo nha, pha này này. Đó, ủi này. Một đá này, đó các bạn có thể thấy khi mà mình đá hụt chiêu cái chiêu 2 ấy thì cái lượng đam của mình nó không tối ưu nha. Nó không kết thúc được ngay mạng của Eros. Nếu như mình đá trúng chiêu 2 và với cái lượng KDA, lượng đồ của mình hiện tại bây giờ ấy, thì hoàn toàn là Eros sẽ phải nằm xuống nha mọi người ơi. Đó, thế nhưng mà mình lại không đá trúng chiêu 2, thành ra là mình combo vào luôn không đủ cái lượng đam. Pha đó mà Eros còn trâu máu một chút nữa, bạn ấy bay lên trời, cũng như là không có cái việc Badum hỗ trợ thì khả năng mình sẽ phải nằm xuống rất là cao luôn. Đá lỗi chiêu 2 một cái là mọi người có thể nhận ra là cái lượng đam nó không đủ nha. Đó, trên này mình đã nhìn được vị trí của đó là Hazate, SP team bạn, thì mình bắt vào xem có được không nha. Suy này. Đó, Badum chơi rất là hay luôn, vào trong trụ để ủi ra luôn, sau đó là úp sọt lại. À, pha này để kết thúc được mạng của Duy cũng như là mạng của SP team bạn Hazate. Hazate thì tại sao bạn ấy lạc ở dưới và định bắt vào vị trí của khoan nha mọi người nha.
mình sẽ bắt vào Van Hên pha này nha mọi người nha. Van Hên đang cố tình đợi mình đến gần bụi, sau đó là bạn sẽ dùng chiêu 2 và một phọt đó mọi người ơi. Thì mình đang đợi ulti thôi, có ulti mình sẽ sử dụng này. Đó, ulti tốc biến kết thúc cái mạng của Van Hên. Rất là easy luôn. Đấy là cái tác dụng khi mà các bạn chơi rat, các bạn kim map thì nó sẽ như thế nha. Mọi người có thể nhìn cái map xa hơn để tránh trong trường hợp khi mà mình chuẩn bị combo như vậy thì team bạn lại có người dồn xuống. Đó, team bạn có người dồn xuống và sau đó bắt vào mình thì rất là thiệt thòi luôn. Mình hãy ghi map như thế để mình có thể biết là khi nào mình vào và khi nào mình nên là rút ra nha mọi người nha. Đó, anh này mình tí mà bị cái cắt của Duyên, nếu mà dính cái cắt đấy thì khả năng mình sẽ phải nằm lại đó mọi người ạ. Đó, mình sẽ dọn nốt cái tên lính ở đây đấy. Sau đó là mình sẽ ra hỗ trợ team nha mọi người nha. Đó, trên kia thì John cũng như là Zuka đang ăn con Caster rồi. Có Caster thì team mình sẽ đẩy vào được dễ hơn. Ra mà nói thì cái pha này đánh nó cũng rất là nguy hiểm nha mọi người ơi. Cái team bạn đang thủ trụ rất là đông người, mà với cái việc team mình chỉ có 2 người ở đây thì nó rất là nguy hiểm luôn. Nhưng mà mình đang xanh mà lao vào và kết thúc đi được cái mạng của Duy. Đó, rất là nguy hiểm khi mà team mình có John mà để bạn Duy còn sống thì bạn ấy vẩy hai cái cắt chỉ cần một cái thôi mọi người ạ. Thì John của team mình, ADT mình cũng sẽ phải nằm xuống thôi. Để tránh cái điều đó thì mình bắt triệt tiêu vào vị trí của Duy nha mọi người nha. Đó, tránh Duy để trứng, tránh Duy vẩy thì team mình sẽ rất là khó luôn. Bạn ấy chỉ cần đứng ở trong trụ sau đó bạn ấy vẩy ra ngoài thì rất khó cho John. Đó, pha này thì vị trí của HT đã bị mình bắt lại này. Đó, mình đấm để kiểm tra máu, ai dè một đấm mà nửa cây luôn mọi người ạ. Rất là kinh khủng luôn. Cái lượng đam cũng như cái lượng đồ của mình và cái KDA nó đã làm mình xanh rất là nhiều. Và có một cái lượng đam kinh khủng như vậy. Và mình cũng mong là cái clip dài này sẽ được các bạn đóng góp và các bạn đón nhận nha mọi người nha. Đó, mọi người thấy clip dài này nó có ổn không? Nó có làm mất quá nhiều thời gian của các bạn không? Thì các bạn hãy comment xuống cho mình biết để mình tham khảo nha mọi người nha. Đó, thì tại vì các bạn có bảo mình nên làm cái clip dài cho mọi người xem thì mình sẽ làm cái clip toàn bộ trận đấu này để cho mọi người xem cái cách di chuyển cũng như là cách đánh của mình nó rõ hơn. Vậy thì mọi người thấy cái điểm nào mình chưa được cũng như cái điểm nào mình cần phải cải thiện thì mọi người hãy comment dưới phần bình luận nha. Mình rất muốn là nghe được cái sự đóng góp của mọi người. Mọi người hãy bỏ ra cho mình 2-3 giây để các bạn comment giúp mình có thể cải thiện cái khả năng đánh của mình cũng như là cái lối chơi và cái chất lượng video nó sẽ được tốt hơn cho các bạn xem nha các bạn nha. Đó, thì mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Pha này mình sẽ bắt Van Hên ở đây này. Rồi này, các bạn có thể thấy được cái sự khống chế của Rat nó kinh khủng như thế nào không? Đến từ cái nội tại cũng như là đến từ cái chiêu cuối thì Van Hên thực sự không có cái khả năng để mà sử dụng cái chiêu 2 sau đó là ulti của mình cả. Không có một cơ hội nào luôn mọi người ơi. Đó, rất khó chịu. Đó là cái điều khó chịu nhất của Rat nha. Đó, thì clip của mình đến đây cũng sẽ là kết thúc thôi. Mình xin chúc các bạn là có những phút giây xem video nó thật là vui vẻ và hữu ích nha mọi người nha. Đó, thì ngày mai cũng là ngày cuối tuần rồi. Thì mình chúc các bạn có một cái ngày cuối tuần nó thật là vui vẻ, ấm áp bên gia đình và người thân nha mọi người nha. Đó, thì video đến đây cũng là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Rất mong là mọi người hãy cho mình một like, subscribe, đăng ký kênh để kênh của mình càng ngày càng phát triển hơn nha mọi người nha. Đó, bye bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào những clip tiếp theo nha. This passion hurts me. I took action working, writing down these words. No, I'm not okay. I just wanna be something. I don't wanna be nothing, living all alone. No, I'm not alright. I'm just barely getting right. But I'll tell you I'm just fine, so you leave me alone. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no.